Dạ, em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về à? Đường này là đường quyện lộ 38 nha anh chị, thuộc xã Tam Hiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, để quay giới thiệu cho anh chị mình một mảnh đất vườn có tổng diện tích là 4.088,8 m². Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí, con đường và hướng đi cho anh chị mình tiện tham khảo nha. Hướng trên màn hình anh chị đang nhìn, đây là hướng đi thông về đường tỉnh lộ 878. Khoảng cách từ đây về đường tỉnh lộ 878 thì đâu đó tầm khoảng 1 km là tới nha. Và cũng hướng này anh chị cũng đi thông về Ủy ban dân xã Tam Hiệp, thì khoảng cách đâu đó tầm khoảng 1,5 km là tới Ủy ban dân xã Tam Hiệp luôn. Nhưng mà từ đây anh chị về tới ngay vị trí là dòng xây của thân của Nghĩa là khoảng 2 km nha. Dòng xây của thân của Nghĩa tức là tên cao tốc anh chị, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, anh chị ghé xuống anh chị đụng một cái dòng xây đầu tiên gọi là dòng xây thân của Nghĩa đó nha anh chị. Anh chị quẹo lên tên ngay vị trí em đang đứng đây là tầm khoảng 2 km nè. Thì cái vị trí này cũng đẹp nha anh chị. Mảnh đất mình giá cũng cực kỳ mềm luôn, chỉ có 600 triệu cho 1.000 m². Mình nằm gần cái đường quyện lộ 38 này chứ không phải nằm theo cái đường quyện lộ 38 nha anh chị. Em cũng nói gành cho anh chị mình biết luôn để anh chị mình tiện để theo dõi. Còn cái hướng ngược lại nè, hướng này anh chị đi thông lên đường quyện lộ 33, rồi thông ra quốc lộ 1A, rồi thông về Long Đỉnh luôn nha. Tại mình là xã Tam Hiệp, mình giáp ganh với xã Long Đỉnh nha anh chị. Đó, từ đây mà lên đường quyện lộ 33 đó thì đâu đó tầm khoảng 1,5 km là tới ngay đường quyện lộ 33 luôn. Ở đây thì điện nước và wifi đều có đầy đủ, cho nên vấn đề điện nước và wifi anh chị mình an tâm nha. Và cái mảnh đất mình có mặt tiền khá là rộng luôn, mặt tiền tới 84m48 và phía sau hậu mình 84m50 là tên 48m5 đó anh chị. Phía sau hậu thì nó nở ra một tí, và mình có hai cạnh đi sâu vào, một cạnh đi sâu vào là 48m01 và một cạnh đi sâu vào 48m69 nha. Đó, nhà đường quyện lộ thì nhà dân người ta cũng san sát, còn khu này ngày xưa người ta làm ruộng, người ta có nhà riêng chỗ khác á, cho nên người ta chưa có ấy nha. Ngay đây thì mình có một cái con sông, mà phía sau đất mình thì có một cái đường nước để thoát ra một cái con kinh bự này. Và cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay á, thì mình vô cái đường này, từ đây vô tới đất mình đâu đó tầm khoảng, để coi, chừng 30 mấy mét là tới nha anh chị. Đan mình thì chỉ có rộng 2 mét thôi, nhưng mà nếu mà ấy cùng mở cái lề ra thì có thể ô tô vào được, nhưng mà nếu mình hỏi mở rồi mình đổ đường thì mới được nha. Còn hiện tại đan mình thì chỉ có 2 mét à. Ở đây thì cũng có nhà dân người ta ha. Đây mình có một cái không gian rộng bên đây nữa. Nó mảnh này nhìn thấy thì cũng rất là đẹp luôn. Được cái là mình gần đường quyện lộ 38 nha anh chị. Đó, mình chỉ gần thôi, cách chỉ có 30 mấy mét là tới ngay vị trí đất mình. Cách quyện lộ 38 chỉ có 30 mấy mét thôi. Được cái mình mặt tiền mình rộng nha, mặt tiền tới 84m48, gần 48m5. Ở phía sau hậu thì đúng 48m5 luôn, là 48m50. Và cái cạnh bên đây là mình đi sâu vào. Cạnh bên đây mình đi sâu vào, nãy em nói mặt tiền như quên ta, mặt tiền là 84m48. Phía sau hậu mình là 84m50. Cạnh bên đây đi sâu vào là 48m01, cạnh ngoài kia đi sâu vào là 48m69. Tổng diện tích là 4.088m². Đó là mảnh này đó anh chị. Đó mảnh này nha, nguyên cái vườn dừa này luôn nè. Đó đâu cái chặn này nè, dài ra ngoài đó nha anh chị. Cái này cũng của chủ luôn, chủ bên kia, nhưng mà không biết cắt cái đoạn nào đây. Nói chung là sổ riêng rồi, mà nó tới hai sổ lần. Còn cái sổ bán là cái sổ nguyên nha anh chị. Sổ bán là nguyên. Đây dài ra mút ngoài luôn là 84m48 đó. Đó anh chị thấy ha, bên trong mình vườn dừa, vườn dừa tơ nha, chuẩn bị cho tái nha anh chị. Đó thì cái này là đường, này là đường công cộng luôn. Đường này nó thông, nhưng mà nó ra ngoài kia thì nó cũng nhỏ nhỏ vậy à. Nhưng mà anh chị mình sau này muốn bự ra thì mình có thể là tự đổ đan ra ngoài này cho nó bự ra thêm.
để có thể là xe bự mình vô nha. Còn bây giờ thì đan này tầm 1 mét anh chị ơi. Ngay đây cỏ nó dìa ra từ cái miếng này ha, qua đây là 1 mét đan nè. Và trước khi đi hết đất cho anh chị mình xem thì em quay về hướng mặt tiền cho anh chị mình tiện tham khảo luôn. Mặt tiền đất mình thì xây về hướng tây đó. Ngay đây thì một cái đám ruộng nha anh chị đó, xây về hướng tây cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy đó, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí đất của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 17 phút, khoảng cách là 11 km. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 58 phút, khoảng cách là 64 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây, mà anh chị về tới ngay vị trí đất của mình, thời gian đi là 1 giờ 12 phút, khoảng cách là 58 km. Chỉ có 58 km về tới bến xe miền Tây luôn. Đó là vừa gọi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em tiếp tục di chuyển ra ngoài cái thửa đất của mình, ra cái ganh luôn cho anh chị mình xem nha. Nó thì vườn dừa mình như em nói hồi đầu, dừa tơ không, mảnh này đẹp làm sao anh chị, cái gì cũng dính vô cái số 8 luôn đó. Cái này mặt tiền thì 84m48, nó hay bị lẫn lộn vô cái này ha. Hậu thì 84m50, một cạnh đi sâu vào 48m01, cạnh ngoài này đi sâu vào là 48m69, tổng diện tích là 4.088m2. Đó là mảnh này đây anh chị. Đó, bắt đầu vừa ra lưỡi mèo nè. Đó, anh chị thấy ha, có những cây lùng lùng mà cho tái luôn. Vừa mã lai nha anh chị, mã lai lùng lùng vậy cho tái rồi đó. Nhưng mà nó lên phải bỏ vài đọt nữa kìa, thì nó mới phải dài cơ nữa anh chị, là nó mới cho tái sai. Còn mới vậy thì cho tái chưa được sai nha anh chị. Nó 5 năm tuổi ta lên mới cho tái sai. Thì đường công cộng rồi sau này thì mình có thể đầu tư, hoặc anh chị làm gì cũng được. Được cái phía sau mình có đường nước luôn. Nhưng mà anh chị nào quan tâm thì kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình đó. Rồi em sẽ gửi sổ cái hình ảnh thu nhỏ thửa đất cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Đó, đây là vừa bắt đầu cho tái nè. Vừa này không phải mã lai, vừa này vừa ta. Đó, còn ở dưới đó lùng lùng đó mới là mã lai đó. Đất mình mục đích sử dụng là cây hàng năm khác nha anh chị. Đó, nhưng mà ở đây phù hợp cho lên thổ cư. Tại vì mấy ngoài ô đất này có 1.000m2, ngoài này có thổ cư. Rồi thanh ra đường mình đường công cộng nữa. Nếu như anh chị nào mà thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ xã Tam Hiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 039 545 4645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này, được anh chị gặp chủ để thương lượng thêm với chủ anh chị mua nha. Giá chủ đang gửi em bán là 600 triệu cho 1.000m2. Như vậy thì giá 4.000m2 thì đâu đó tầm khoảng 2.400 triệu. Nhưng mà chủ có nói nếu anh chị mà có nhu cầu mua ít hơn thì chủ vẫn bán 2.000m2 nha anh chị. 2.000m2 chủ mới bán, chứ 1.000m2 thì chủ không bán nha. 2.000m2 là 1.2 tỷ. Thì mặt tiền mình 84m, thì 2.000m2 thì cạnh bên đây dài hơn, thì đâu đó tầm khoảng mới dài hơn cạnh trong. Thành ra mặt tiền của 2.000m2 này nó cũng phải ngắn lợn tí. Nhưng mà em chia đồng đi thì 84 thì mình còn lại 42. Đó, tới miếng này hết nha anh chị. Dài qua đây, miếng đây có thổ cư nè. Đó, bên đó thì có ngầm mộ, bên đất người ta. Đó ha. Đây, đây dài qua đó luôn. Còn đường mình là đường thông luôn nha anh chị. Đó, đường thông thống ra ngoài luôn. Đó, điểm yếu của mình là kế bên có cái nhà yến thôi. Nó kêu cà chét á. Rồi để em bước vô tông cho anh chị mình xem một đoạn nha. Nhưng mà vườn mình thì nói chung là vừa không à, với bị cỏ nhiều quá. À, thì em cũng phải lội vô cho anh chị mình xem một đoạn. Chủ có nói là anh chị có mua 2.000m2 thì chủ cũng vẫn bán nha anh chị. Đất mình chưa qua đầu tư.
Đất này đất thừa kế nha anh chị. Đất tặng cho, được tặng cho chứ không phải là chuyển nhượng. Cho nên em gửi cái sổ anh chị xem, anh chị cũng để ý phần đó giùm em. Đó ha. Đây thì nói chung là cỏ không à, tông đất mình sạch đẹp không màu mã nha. Tính cái mí bên đó, mí này nè, ngay mí này nè, đổ dài vô, đổ dài vô trống luôn. Phía sau mình có đường nước công cộng luôn, đường nước thôi nha anh chị. Thành ra phía sau mình đường nước là nó không có cái hành lang bảo vệ đường nước gì hết đó. Đường nước thì không có hành lang bảo vệ, chừng nào kênh kìa mới có hành lang bảo vệ kênh nha. Rồi thì em lên nhanh clip này cho anh chị mình xem. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì anh chị cứ alo cho em đi. Rồi em dẫn anh chị mình đến xem, được thì anh chị mình mua. Không được mảnh này em dẫn anh chị xem mảnh khác. Điểm mạnh của mình là mình gần đường huyện lộ 38. Điểm mạnh thứ hai là mặt tiền mình rộng. Rộng là để làm chi? Để sau này anh chị cũng có thể là chia cho con cháu gì của anh chị cũng vẫn được. Đó, đây có quả chuối nè. Đó, mình cắt ra 1.000 m², 1.000 m² thì cũng được nha anh chị. Rồi ở đây thì dừa mình đã trồng sẵn rồi, bắt đầu cho trái rồi. Có một số mã lai, có một số sim xanh nữa nha. Rồi giá của mảnh này 4.000 m², giá là 2.4 tỷ. Còn anh chị mua 2.000 m², giá là 1.2 tỷ. Nếu anh chị mua 2.000 m² thì bắt buộc phải lấy bên này nha anh chị, lấy phía bên đây. Còn chị mua hết 4.000 m² thì quá ngon rồi. Còn anh chị mua 2.000 m² thì mình bắt buộc phải lấy phía bên ngoài. Nhưng mà được cái mình còn về mình thương lượng với chủ, coi chủ bớt mình được nhiều. Rồi đến đây thì em cũng xin cảm ơn chị mình đã xem hết video của em. Nếu như chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ này, anh chị cứ alo cho em 0395454645, đó là số của em. Rồi giờ em cũng xin chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.